Lần nữa cảm ơn khán thính giả Dũng Màn Hình để xem phần 2 của chương trình bình luận thời sự của Vikao TV. Trong phần này mình bình luận xem cái ý đồ hay là cái dự định, cái toan tính của ông Putin của nước Nga tổ chức cái hội nghị diễn đàn thượng đỉnh giữa Nga và Triều Tiên ở tại Vladivostok vừa qua, thưa anh Nguyên Huy. Chúng ta thấy là đây là phải nói lần sau cái hội nghị này thì hai bên là không có nói gì những cái thông cáo chung mà chỉ đại diện chỉ có mình ông Putin thôi. Chúng ta thấy rồi từ đó ông Putin bay sang dự cái diễn đàn dành đây một con đường và được ông Tập Cẩm Bình tiếp đón và ông rao giảng cái thành tựu của ông. Nhưng mà phải nói cái thành tựu về phía ông Putin thì phải nói là ông đã thành công trong cái hoặc kép, chúng ta dùng cái chữ, để ông đã tổ chức một cái diễn đàn mà gặp hai người thượng đỉnh giữa Triều Tiên và nước Nga vừa qua. Thật sự phải nói là ông đã lợi dụng một cái sự khoảng trống hay là một cái sự thất bại nói trong cái dè dặt của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn sau cái hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội, thì giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn bị khưng lại và có thất bại, và ông nhảy vào cái khoảng trống đó, ông nhảy vô. Và cái thứ hai nghĩa là ông lợi dụng cái địa chính trị, tức là giữa Bắc Hàn và Nga có cái quan hệ với nhau về vấn đề biên giới, về lãnh hải, về vấn đề chính trị, vì thế cho nên lợi dụng cái đó để nhảy vô và thế cái chỗ trống đó đúng giờ của Hoa Kỳ. Và một cái điều nữa chúng ta thấy là ông đã thấy rằng là các cái nước trên thế giới, trong đó là cái nước các nước Tây phương, Mỹ, Anh, Pháp và kể cả Trung Quốc nữa, đang bị khó khăn vì những cái vấn đề chính trị và không có giải quyết được trọn vẹn, thì ông nhảy vô để ông chọn cái thời điểm đó, ông nhảy vô giống như là ông Putin nhảy vô trong cái chiến trường Syria để ông đạt được cái mục đích của ông. Thì cuối cùng phải nói rằng là ông cũng không, mặc dù ông nhảy vô như vậy rồi, nhưng mà ông cũng không làm bích lòng hai cái quốc gia mà nó có cái quyền lợi đó, Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc và Mỹ, hai cái nơi mà mặc dù là trực tiếp hay gián tiếp đều có những cái quyền lợi đặc biệt đối với cái hội nghị này. Nhưng mà ông cũng không mít lòng, ông cũng công kích Mỹ, cũng không có công kích Trung Quốc. Và ông nói rằng là cái kết quả này ông đã thông báo cho Bắc Kinh và Washington về cái hội nghị này. Nói như vậy nghĩa là ông đứng ở trên, chứ ông không phải là một cái người để mà tranh chấp. Và như vậy thì ông được cái gì? Thì chúng ta thấy là cái rõ ràng là ông Putin muốn được một cái chuyện cho thế giới biết rằng là ông Putin với nước Nga ngày nay đó là một cái người đóng một vai trò, có cái vai trò quyết định giống như các cái cường quốc trên thế giới đối với các vấn đề thế giới. Muốn giải quyết cái vấn đề ở Syria phải đi qua cửa của Moscow chẳng hạn, muốn giải quyết vấn đề Iran phải giải quyết đi qua cửa của ông Nga. Bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề của Bình Nhưỡng, tức là cái vũ khí hạt nhân hay là gì đó Mỹ muốn giải quyết, thì phải có cái sự hiện diện của ông Putin. Ông Putin phải tham dự vào cái chuyện đó. Thì rõ ràng là cái điều này là không biết ông có đạt được hay không, nhưng mà phải nói là ông đã đưa ra một cái giải pháp là sáu bên, nghĩa là phải có mặt của Nga. Cái điều này cho thấy là trong cái xuyên suốt cái suy nghĩ hay là cái tôn tính của ông Putin khó làm cái chuyện đó. Ông giải quyết cái vấn đề Syria, giải quyết cái vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, giải quyết cái vấn đề Iran, tất cả cái đó đều Nga nhảy vào, và rõ ràng là Mỹ muốn giải quyết thì phải bàn với ông, không thể không bàn được, chúng ta thấy nó như vậy. Thì bây giờ riêng về cái vấn đề giải quyết là giải trừ vũ khí hạt nhân, thì tới giờ này ông vẫn tự tin là ông làm được cái đó, là nước Nga có một cái vai trò và Mỹ muốn bàn bất cứ cái gì là phải bàn với tôi. Và rồi ra khi ông đưa quân vào Venezuela thì cũng là một cái tín hiệu là Mỹ phải muốn giải quyết vấn đề đó phải bàn với tôi. Trong khi đó thì hiện giờ chúng ta thấy Mỹ đã phản ứng như thế nào. Mỹ phản ứng riêng về cái vấn đề Bắc Hàn của ông Putin thì Mỹ nói rằng là Mỹ vẫn kiên trì giải quyết vấn đề song phương giữa Mỹ và ông Kim Jong-un để giải quyết cái vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Thì cái đó là ông John Barton mới tuyên bố như vậy, nói rằng tổng thống chúng tôi là muốn như vậy. Thì cái điều đó chúng ta thấy là không biết hai bên có gặp nhau
cái hai bên với có sáu bên hay không, thưa anh Nguyên Huy? Vâng. Có một cái nhìn chung về ông Putin và chúng ta thấy như thế này, là ông này ông cố làm ra một tỏ vẻ như là một cái người mà yêu chuộng hòa bình. Tất cả những cái vụ mà ông xen vào đó thì chúng ta thấy rằng là không bao giờ là Putin sử dụng quân đội. Và chỉ sử dụng quân đội về tới và cái biên phòng của mình đối với lại NATO trước cái sự đe dọa của NATO mà thôi. Thì chúng ta thấy là rõ ràng đối với thế giới, các nước trên thế giới nhìn thấy rằng là Liên Xô, nước Nga không có đem quân. Nhưng mà ở đây á, cái nước Nga đó không đem quân nhưng mà dưới thời Liên Xô đó thì luôn luôn xúi dục các nước để mà nổi dậy. Rồi cái đảng Cộng sản đó nổi dậy và Liên Xô đã ủng hộ cái đảng Cộng sản đó để mà chiếm quyền tại các nước đó, như là các nước Cộng sản Đông Âu chúng ta đã biết. Ở đây thì cũng vậy. Thì đối với lại có ba cái vụ lớn mà ông Putin phải giải quyết đối với lại thế giới, là cái vụ Ukraine mà đã chiếm đảo Crimea. Thì ông không chiếm bằng quân đội. Ông chỉ đưa rằng là đây, tất cả những cái người dân nước Nga ở các vùng đó rất đông, cho nên là họ có cái quyền đòi hỏi cái vùng đó tự lập. Kể cả Đông Donbass ở Ukraine cũng vậy. Thành thử ra bây giờ là trong tất cả những mọi sự khiêu khích mà nước Nga coi là khiêu khích của cái khối NATO, thì chúng ta nhận thấy rằng là nước Nga vẫn giữ được cái mặt có vẻ như là yêu chuộng hòa bình. Rồi tới bây giờ vấn đề Ukraine sẽ được giải quyết với là ông tân Tổng thống Zelensky. Thì ông có những cái tin tức là nước Nga đã mời ngỏ lời trước là muốn gặp gỡ với là ông Zelensky. Nhưng mà Zelensky cũng là một cái người đã khôn khéo và cũng tỏ vẻ rằng là cũng hết sức là dè dặt đối với lại nước Nga, tuy rằng là có cái chủ trương hòa bình. Cái thứ hai, cái vụ Syria là chúng ta nhìn thấy rõ nhất là ông Putin đã khôn khéo mà đẩy được chân Mỹ ra khỏi ảnh hưởng cái vùng này. Rồi bây giờ lại bắt đầu đến cái vụ Bắc Hàn. Và vì thế cho nên người ta thấy rằng là cái thái độ của ông Putin vừa nham hiểm mà vừa có vẻ là yêu chuộng hòa bình, vâng. Đánh lừa thế giới. Trong khi đó thì Mỹ lại bắt đầu, Tổng thống Donald Trump lại vừa mới tuyên bố là sẽ rút tên nước Mỹ ra khỏi cái hiệp ước buôn bán vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Thì cái này gọi tắt là cái hiệp ước ATT. Thì thưa quý vị, cái hiệp ước này là hiệp ước gì? Tất cả 130 quốc gia của Liên Hiệp Quốc trong Liên Hiệp Quốc đã đồng ý và ký kết và được quốc hội của các nước này đã thông qua. Nhưng mà chỉ có 101 các nước này đã thông qua mà thôi, còn một số nước thì không thông qua và quốc hội sẽ không, trong đó có Hoa Kỳ. Thì cách đây 6 năm thì Tổng thống Obama đã ký vào cái hiệp ước này nhưng đã bị quốc hội là không thông qua. Và vì thế cho nên coi như là hiệp ước này vẫn không có, Mỹ không có cái trách nhiệm gì cả. Tuy nhiên đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa xác nhận là Mỹ sẽ rút tên ra khỏi cái hứa hẹn với lại gia nhập cái hiệp ước này. Thì cái hiệp ước này là nội dung cái gì? Là quốc tế ngăn trở tất cả những cái vụ buôn bán vũ khí của các nước lớn đối với lại các nước đang có những cái sự tranh chấp với nhau. Ở đây những nước đó là nước nào? Thứ nhất là Nga, thứ hai là Hoa Kỳ và thứ ba là Trung Quốc. Ba nước lớn buôn bán vũ khí dữ dội lắm. Và họ có một những cái chính sách là luôn luôn khuyến khích ở các khu vực mà họ tranh chấp với nhau là có những cái sự đụng độ về quân sự để mà buôn bán vũ khí. Và chúng ta thấy rằng là Nga là một cái nước mà phô trương vũ khí nhiều nhất, không phải là để đe dọa quốc tế mà là để bán hàng thôi, chứ không phải cũng vậy. Thì thưa quý khán giả, đây là một cái trường hợp mà Mỹ đã rút ra thêm một cái thỏa ước quốc tế nữa, mà trong khi đó Âu Châu thì phê bình rằng là cái việc này Mỹ làm nó chả giúp lợi ích gì cho quốc tế cả, mà chỉ có đưa đến cái sự thiệt hại mà thôi. Thấy phải nói là trước khi Nga rút ra cái này thì xin lỗi, Mỹ rút ra khỏi cái này thì là tuyên bố rút ra, thì bên kia Iran là một cái nước nhỏ, mặc dù là không dính như vậy nhưng mà Iran muốn trả đũa Hoa Kỳ. Iran nói rằng là chúng tôi rút ra khỏi cái thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, bởi vì các cái nước hiện giờ đã ký với Liên Hiệp Quốc rằng là không thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Iran là
chống lại với Hoa Kỳ là bởi vì Hoa Kỳ đưa Iran vào một cái coi như Iran, quân đội Iran là khủng bố, do đó họ đưa cái này ra, họ nói bởi vì để họ chứng minh rằng là họ có quyền bán vũ khí hay là phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiện giờ họ đang phổ biến vũ khí hạt nhân một cách ngầm cho các nước, người ta nghi là có thể đưa qua Iran, có thể đưa qua Iraq, có thể đưa qua Yemen, những cái nơi mà Iran đang có quan hệ, họ đổi cái đó để họ lấy tiền. Thì phải nói lần xưa nay thế giới đều làm cái đó một cách giấu tay, nếu không làm cái đó thì làm sao Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, Ấn Độ có vũ khí hạt nhân, rồi là Pakistan, rồi bây giờ người ta nói là Do Thái có vũ khí hạt nhân, thành ra Iran có vũ khí hạt nhân, tại sao họ có cái đó được? Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân thì tại sao ai phổ biến cái đó cho họ có? Thì cái này cũng là một cái điều rất là quan trọng chúng ta. Nhưng mà riêng nước Nga, sau khi nghe Hoa Kỳ rút tên ra khỏi cái thỏa thuận về là buôn bán vũ khí hạt nhân, thì Nga nói rằng nước Nga bỏ ngỏ cái đó, tức là họ chưa có công bố là họ rút ra, nhưng mà họ bỏ ngỏ để họ xem xét, để mà bàn với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy cái tình hình nó càng tới cái chỗ căng thẳng. Nhưng mà Hoa Kỳ, mình đoán là khi Hoa Kỳ làm cái đó để mà muốn đưa cho các cái nước như Trung Quốc, nước Nga vào một cái thỏa thuận mới về vấn đề là không phổ biến vũ khí hạt nhân, không bán vũ khí hạt nhân. Và nếu mà Trung Quốc không đồng ý thì Hoa Kỳ có thể làm một mình ơn với mình. Thôi cái này đều là cái cách của ông Donald Trump. Thưa anh Viên Huy, cảm ơn khán giả. Chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.